như vậy? Cái gì ơi, trời ơi, em hát cũng có đào có kép. Rồi tự nhiên em hát rồi em con gái lỡ duyên rồi quay qua thấy Nghĩa bỏ chứ. Đang cởi quần gắn cái micro, coi qua đây quay coi. Em coi kìa, em coi chịu nổi không? Tôi nghĩ khác quý vị ơi. Em nghĩ nếu như mà nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi mà là hai cái người là em với chị Bà Hương đó thì thế giới nó bình yên lắm, nó không có ồn ào. Bởi vì hai đứa sáp vô là muốn banh cái chợ luôn vậy đó, cho nên mà hai đứa mà hai nơi là thế giới nó yên ổn lắm chị nha. Vậy vậy anh ơi, anh cưới ngựa ơi, cưới đi đi. Em là con ngựa cho anh cưỡi em đi. Có đang cưỡi ngựa cái gì không? Sắp dần dữ lắm. Rồi giờ chỗ đâu? Đâu, để đó.